sớm hả anh? Rồi ok. Cội nguồn rồi đó không? Chúng ta một bà nó đẹp không? Mình ăn qua thì ăn qua thái nhiều mà làm ra không đẹp. Cái thằng này nó đi nặng lắm kìa. Nó về cái bà ngọ đi nặng đi. Cứ bà ngọ đi nặng đi. Cô nạn này á, dạ. Vẽ rờ bò cái ngoài nạn đi. Có ngoài nạn nữa. Ý là chị đi vào ngày lập mà em đi cái đi. Em đang bóc ấm cái đồ dư chị kìa. À, em bỏ có vàng vàng giáo, vàng giáo thì em bỏ lại ngay chỗ gần khuôn điện chị Ngọc á. Trong khu điện Ngọc á. À, còn ống thì em chở thẳng 395 đồng hủ trân cho chị. Tầm chừng đó thì dàn giáo thì có ba bốn bộ vậy thôi, còn ống thì như cũng ít á, mấy cái ống 90 hồi trước bị lẩu lắm kìa. Là ra hai chỗ đó ra anh lấy chị bao nhiêu tiền? Thấy điện Ngọc là cái gì à, số những gia thiền cái gì á, nói chung là ở gần gần khu điện Ngọc mà đường cái á. Hả? Đường em sợ trường đại học Phan Chu Trinh lẫn ra số ra. À đúng rồi, chị bỏ trường đại học Phan Chu Trinh dàn giáo là bỏ trường đại học Phan Chu Trinh, còn ống là chở ra về chị. Là em lấy phí bao nhiêu tiền? Hả? Vít nó còn lẻ nha, chứ cô ra đó. Dạ. Yeah. Cứ vít đàng đàng á. À dạ. Còn cô cô ra đó. Nặng mà nặng không được á. Rồi cô nặng không ra mà con nặng có ra không? Ở đây cái nhé. Dạ ra. Mai tầm mấy giờ là em tới con nặng mấy cô cứ cáo cáo đi nè. Mấy giờ tùy thì anh thôi, cái chuyện không đâu. 7 giờ là tới rồi đó, đúng không? Rồi, ok, cái gì điện thoại. Cái đường nó do anh nhang mà nó lại nhiều chứ. Dạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Dạ không, cái đó bà để sao đây? Thì con không tái cho nó được nữa. Con lễ cho cô mất 2 tiếng. Nè. Đi cá, ăn gì đâu. Chỗ nó là cô bị thương á. À, đúng rồi bà. Ừ. Chỗ nó sướng nồi chứ còn tưởng à. Dạ. Cái sướng em chùi tê bên em cho chị bé á. Không có thuốc không chịu nổi đâu con. Dạ đúng rồi. Có người người ta chịu được, có người không. Thôi chịu trên nổi con. Bây giờ non với bọn cô giờ giờ cứng. Thấy ra còn thì cần phải không thái đi tìm. Thấy đào con trốn nghiệp rồi đó. Yeah.